Yêu xin chào mọi người. Thì đây là tập 2 của CGC này nha. Ok, vào video thôi. Thì tôi có cài một cái mốt. Mốt đó là mốt bà lầu. Giờ tôi cần kiếm vàng để chế cái bà lầu đó. Thì lúc mình đi vòng vòng cáo hang thì mình có vô chỗ lòng xi băng quái trong giường có hai lọ ợp nhìn trong bóng tối. Giờ có sắt là đào thôi. Giờ đúng sắt. Toàn. Chán thiệt á chứ. Giờ không có giường nữa. Thank you.
có cái hang của mấy anh em Emu. Soi đất ơi nó là Manchester United. So we go we my United. So we go we my United. So we go we my United. As a man so watching. Hang chả có gì. Có cái hang nho nhỏ ở kia. Chỉ một từ thôi nghèo. Anh em u nghèo đến vậy luôn. Cay, ê, leo leo cay. Cay. Đùa thôi các bạn à, chứ mình không có fan MU. Mình fan Bayern Munich và Real Madrid. Tụi bay chơi hội đồng tao à. Này thì hội đồng bố mốt chửa nghe chưa? Nhạc buồn phết. Hú hồn hú día. Đúng sắt đổ lên thôi.
chờ đợi thôi. Vậy ô, để tôi kiếm vàng tôi chế tạo ba lầu. Lâu quá. Vãi bì đánh úp. Cây thiệt á chứ. Giờ làm gì đây? Chẳng một chút cây. Tập 3 tôi sẽ kiếm chỗ xây nhà nha. Go away, my nina, and save.
Một anh em u. Này chứa đủ anh em fan emu không đây? Quay một mũi tên bay qua. Rồi đó đâu? À, thấy rồi. Emotional damage. Và hai con zombie. Hai con phiếu não. Đào thẳng xuống gặp hang tươi tốt. Hang này dành cho Man City, mà không hang này dành cho Emu. Mình hết biết nói gì rồi, thì còn những phút còn lại chúc anh em xem video thư ỉ, giãn nha. Bye bye anh em.